Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có thông tin đáng chú ý sau đây. Trực tiếp tuyển nữ Tajikistan với tuyển nữ Việt Nam 20 giờ tối nay. Thưa quý vị và các bạn, một chiến thắng sẽ là mục tiêu mà tuyển nữ Việt Nam hướng đến trong cuộc đối đầu với tuyển nữ Tajikistan ở trận thứ hai bảng B vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2022. Đang cùng có 3 điểm sau một trận thắng, nhưng tuyển nữ Việt Nam tạm thời xếp vị trí số 1 do so hơn Tajikistan với hiệu số bàn thắng bại 16-0 so với 4-0. Để đảm bảo vị trí hiện tại khi vòng loại kết thúc, đoàn quân của ông Mai Đức Trung cần ít nhất là một điểm. Bên kia chiến tuyến, Tajikistan buộc phải giành trọn 3 điểm. Chiến thắng với tỷ số khác biệt nhau quá lớn trước cùng đối thủ Maldives cho thấy trình độ chênh lệch giữa Việt Nam và Tajikistan trong cuộc đối đầu này. Trên bảng xếp hạng thế giới, khoảng cách hai đội rất xa, cách nhau hơn 100 bậc. Tuyển nữ Việt Nam đứng 32 thế giới, còn Tajikistan xếp hạng 35 thế giới. Dù phải thi đấu trên sân đối phương, nhưng mục tiêu của Huỳnh Như và các đồng đội là 3 điểm để giành vé với tư cách là đội toàn thắng cả hai trận. Thậm chí tuyển nữ Việt Nam còn hướng đến một trận chiến thắng đậm. Đội hình dự kiến của hai đội như sau. Tuyển nữ Việt Nam, Kim Thanh, Thu Thương, Trương Thị Kiều, Hoàng Thị Loan, Tuyết Dung, Thu Trang, Huỳnh Như, Tuyết Ngân, Hồ Thị Quỳnh, Dương Thị Thân. Dương Thị Vân, Thanh Nhã. Tajikistan, Sadova, Sajora, Khusenova, Samsiya, Abdulova, Niso, Jumak Khonjoda, Benjaji, Dabliya Jotova, Madina, Mijova, Musina, Sadova, Sakina, Sotnikova, Natalia, Frizova, Madina, Lakimova, Laido, Khudododova, Nekubat, và thưa quý vị, chỉ cần một trận hòa trước một Tajikistan là tuyển nữ Việt Nam giành vé vào chung kết bóng đá nữ châu Á 2022. Nhưng thầy trò ông Mai Đức Trung quyết không cầu hòa. Trận đấu đầu tiên ở bảng B, thầy trò ông Mai Đức Trung của đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng đậm 16-0 trước đối thủ Maldives, nên hiện đang đứng đầu bảng với 3 điểm. Trong khi đó Tajikistan vừa có trận thắng Maldives 4-0 cũng đang có 3 điểm nhưng kém hơn hiệu số nên xếp thứ nhì. Thực tế cả hai đội đều chưa biết nhiều về nhau nên cuộc đối đầu với Mandiver chính là cơ hội để họ có thể nhận biết thêm về đối thủ. Trước cuộc đối đầu này, ông Mai Đức Trung đã cho biết rằng Tajikistan sở hữu thể hình cao to, đặc biệt là hàng hậu vệ. Họ chủ yếu chơi bóng dài, bóng bổng tốt. Về kỹ thuật, họ chỉ ở mức trung bình với những pha xử lý hơi cứng. Nhận định như thế về đối thủ nên những ngày qua, huấn luyện viên Mai Đức Trung đã cho học trò rèn bài kỹ chiến thuật để khắc chế lối chơi của đội chủ nhà nhằm có thể giành kết quả tốt nhất ở trận đấu tối nay. Hiện công tác chuẩn bị trận đấu của hai đội đã hoàn thành và chỉ còn chờ giờ thi đấu. Được đánh giá cao hơn đội chủ nhà, nhưng không vì thế tuyển nữ Việt Nam chủ quan, huấn luyện viên Mai Đức Trung chia sẻ, tuyển Việt Nam luôn tôn trọng đối thủ và tập trung cao nhất cho trận này chỉ cần một trận hòa thôi là chúng ta giành chiếc vé duy nhất của bảng B để có mặt ở vòng chung kết Asian Cup. Nhưng ai cũng biết mục tiêu của thầy trò Mai Đức Chung giành trọn 3 điểm để khẳng định vị thế. Đây là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay của Huỳnh Như và đồng đội vì thực sự đối thủ Tajikistan không mạnh. Dẫu họ vừa có hai trận thắng trước Singapore 6-0 và Maldives 4-0, nhưng trước đó lại thua hai đối thủ Philippines 1-3, Đài Bắc Trung Hoa 0-9. Trong lịch sử đối đầu, cả hai đội Việt Nam Tajikistan đều chưa từng gặp nhau. Tin tiếp theo, tuyển Việt Nam với thách thức mang tên sân cỏ nhân tạo tại AF Cup 2020. Thưa quý vị và các bạn, nếu nước chủ nhà Singapore vẫn giữ kế hoạch tổ chức AF Cup 2020 trên sân Jalan Besar, đây là thách thức không nhỏ với tuyển Việt Nam vì sân này có mặt cỏ nhân tạo. Singapore đã được Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á chọn là nước chủ nhà duy nhất đăng cai AF Cup 2020 sau khi Singapore thuyết trình về ba sân Bissan, Jalan Besa và sân vận động quốc gia Singapore. Trong đó, Jalan Besa là sân hiện sử dụng cỏ nhân tạo. Trong khi suốt quá trình tập huấn, thi đấu của tuyển Việt Nam thời gian qua ở Việt Nam hay ở nước ngoài đều thi đấu trên sân cỏ tự nhiên. Sau hai trận đấu tại vòng loại World Cup thứ ba khu vực châu Á, vào tháng 11, gặp đội Nhật Bản ngày 11 tháng 11 và Ả Rập Xê Út ngày 16 tháng 11, thầy trò ông Park Ha-seo có khoảng gần 20 ngày chuẩn bị AF Cup 2020. Trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam tại AF Cup ngày 6 tháng 12 gặp đội Lào. Singapore chưa công bố tổ chức xen kẽ các trận của bảng ở hai sân khác nhau. Hai bảng A có đội chủ nhà Singapore thi đấu trên sân tự nhiên, bảng B có tuyển Việt Nam thi đấu trên sân nhân tạo. Nhưng nhiều khả năng Bảng B diễn ra trên sân nhân tạo. Tức là tuyển Việt Nam tập ở sân tự nhiên, khi ở Việt Nam, San si Ciparo cũng phải tập trên sân tự nhiên, nhưng có thể sẽ phải thi đấu trên sân nhân tạo. Đặc thù của sân cỏ nhân tạo với nền là những hạt cao su ảnh hưởng rất nhiều kỹ thuật chơi bóng cũng như gia tăng nguy cơ chấn thương cho đội. Một cựu tuyển thủ Việt Nam cho biết rằng, tỷ lệ chấn thương dây chằng tăng 45% khi các cầu thủ thi đấu trên sân cỏ nhân tạo. Cầu thủ đã quen thực hiện động tác dừng và chuyển hướng đột ngột trên sân cỏ tự nhiên. Khi thực hiện điều tương tự trên sân nhân tạo, dễ bị chấn thương vì mặt sân nhân tạo thiếu độ bám dính. Ngoài ra, độ nảy của bóng trên sân cỏ nhân tạo cao hơn 10% so với sân tự nhiên, khiến các cầu thủ gặp khó khăn trong việc xử lý bóng. Chưa kể, họ có thể gặp tình trạng phòng rộp lòng bàn chân khi thi đấu thường xuyên trên sân đấu này và lại còn đi loại giày dùng để đá trên sân cỏ nhân tạo. Có thể hiểu nôm na nếu phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo ở AF Cup thì tuyển Việt Nam phải đeo hai loại giày khác nhau. Tỷ vệ Nguyễn Quang Hải từng chia sẻ tại SEA Games 30 cuối năm 2019 khi U22 Việt Nam phải thi đấu trên sân nhân tạo. Chơi trên mặt sân cỏ nhân tạo khó hơn so với chơi trên mặt sân cỏ tự nhiên. Độ nảy trái bóng trên mặt sân này cũng rất khác. Dĩ nhiên, tuyển Việt Nam sẽ phải vượt qua mọi thử thách trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch AF Cup 2020. Trong đó có cả yếu tố khách quan là mặt sân. Chuyển sang tin tức tiếp theo, huấn luyện viên Park Ha-seo chốt danh sách đội tuyển Việt Nam đấu Trung Quốc. Thưa quý vị, tiền vệ Minh Vương do chấn thương sẽ nằm trong quân số bị cắt giảm trước giờ tuyển Việt Nam lên đường sang UAE chuẩn bị cho trận đấu với Trung Quốc tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Minh Vương chấn thương đầu gối nên vắng mặt ở hai trận đầu tiên của tuyển Việt Nam với Saudi Arabia và Australia. Anh chỉ mới được ông Park triệu tập trở lại trước trận đấu với Trung Quốc. Tuy nhiên, do chưa bình phục, tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai không có tên trong danh sách cuối của đội tuyển Việt Nam. Ngoài Minh Vương, tuyển Việt Nam có một số ca chấn thương khác như Trọng Hoàng, Thành Trung, Đình Trọng, nhưng đang trong quá trình hồi phục. Trọng Hoàng bị thoát vị đĩa đệm dù không nghiêm trọng, nhưng nhiều khả năng ảnh hưởng phong độ nên có nguy cơ cao không thể tham dự trận đấu với Trung Quốc. Do hàng phòng ngự hao hụt, ông Park vừa qua đã gọi bổ sung Phạm Xuân Mạnh và Thanh Thịnh. Theo kế hoạch, tối ngày 30 tháng 9, từ Việt Nam sẽ lên đường sang UAE. Do vướng quy định kiểm soát dịch COVID-19, Trung Quốc đã phải chọn UAE làm điểm thi đấu các trận sân nhà. Dự kiến chậm nhất là ngày mai, nhà cầm quân Hàn Quốc công bố danh sách các cầu thủ được mang sang UAE. Lý do ông Park lùi thời gian thi đấu công bố trong chiều nay bởi tuyển Việt Nam có hai trận đấu tập nội bộ lúc 16 giờ 30 và 19 giờ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn kiểm tra lần cuối phong độ cầu thủ cũng như thử nghiệm thêm từng vị trí. Hàng phòng ngự gây sự lo lắng, nhưng huấn luyện viên Pa Ha-seo cũng có thể tạm yên tâm khi tiền đạo như Tiến Linh, Công Phượng đang có phong độ tốt. Cả hai thường xuyên ghi bàn trong các trận đấu tập của tuyển quốc gia Việt Nam. Sau hai trận, từ Việt Nam và Trung Quốc chưa có điểm nào, đang xếp cuối bảng. Trung Quốc ở dưới do thua chỉ số phụ. Tin tiếp theo, Việt Nam góp phần khiến Thái Lan thua đau Singapore. Quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam là một trong những quốc gia lựa chọn Singapore đăng cai AF Cup 2021 thay vì Thái Lan. Chiều ngày 28 tháng 9, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á chính thức công bố quốc gia đăng cai AF Cup 2021. Theo kế hoạch bỏ phiếu kín thông qua hình thức email, Singapore vượt qua Thái Lan để trở thành nước chủ nhà của kỳ AF Cup 2021. Có tổng cộng 6 quốc gia bỏ phiếu cho Singapore, đó là Việt Nam, Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Timor-Leste. Trong khi đó, Thái Lan chỉ nhận được 3 phiếu bầu từ Campuchia, Lào và Myanmar. Như vậy, với việc không thể giành quyền đăng cai AF Cup 2021, Thái Lan đã bị mất lợi thế lớn trên con đường cạnh tranh trước vô địch. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Thái Lan rất tích cực chuẩn bị để có thể trở thành chủ nhà của giải đấu hấp dẫn nhất khu vực. Theo kế hoạch của nước chủ nhà, sẽ có 3 sân vận động được sử dụng cho AF Cup 2021 là sân vận động National, sức chứa 55.000 chỗ ngồi, Bissan sức chứa 6.000 và Jalan Besa sức chứa 6.000 chỗ ngồi. Trong đó, sân Jalan Besa là mặt sân cỏ nhân tạo. Hiện tại, từ Việt Nam là đương kim vô địch của giải đấu. Ở AF Cup 2018, thầy cho ông Park Ha-seo lên ngôi vô địch một cách thuyết phục sau khi đánh bại những đối thủ khó chịu, đặc biệt là Malaysia, ở hai trận chung kết. Ở giải đấu năm nay, những chiến binh sao vàng được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công trước vô địch. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng Đá 365. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh Bóng Đá 365 nhé.